Rất vui được gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình Biển đảo Tổ quốc tuần này. Thưa quý khán giả và các đồng chí, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore, nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải giữa hải quân hai nước. Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, vừa qua, Quân chủng Hải quân đã cử tàu buồm 286 Lê Quý Đôn, Học viện Hải quân, thăm, giao lưu với Hải quân Singapore, kết hợp huấn luyện đi biển đường dài. Chuyến hải trình trên tàu buồm 286 Lê Quý Đôn đã diễn ra như thế nào và đạt kết quả ra sao? Mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi trong câu chuyện và góc nhìn hôm nay. Tháng 10 năm 2023, tàu buồm 286 Lê Quý Đôn lại bắt đầu một hải trình mới. Hải trình đưa đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam sang thăm, giao lưu với Hải quân Cộng hòa Singapore, mang theo thông điệp đoàn kết, hữu nghị, phát triển. Cũng trong suốt hải trình này, gần 40 học viên ưu tú khóa 64 của Học viện Hải quân sẽ được tham gia huấn luyện đi biển đường dài. Một cơ hội hết sức quý giá cho những sĩ quan Hải quân tương lai. Tất cả đã sẵn sàng cho một chuyến đi thành công. Phòng đối ngoại cũng đã phối hợp với Học viện Hải quân và các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân và của Bộ Quốc phòng để triển khai các cái hoạt động nhằm cụ thể hóa các cái nội dung được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép nhằm đưa tàu buồm đi thực hiện thăm và giao lưu tại Singapore thành công tốt đẹp. Trên cái cơ sở tiền ăn và cái giá lương thực thực phẩm thì chúng tôi đã xác định là xây dựng cái kế hoạch rồi xây dựng thực đơn làm sao để phù hợp với cái đặc thù đi biến. Lực lượng bộ phận hậu cần cũng là phát huy tinh thần trách nhiệm, cũng như xác định có những giống của gia đình ấy, nên là trong quá trình nấu ăn rồi chế biến mọi cái là rất quan tâm, nên là từ đó bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn. Và đặc biệt quan trọng nhất là cái khâu bảo đảm an toàn vệ sinh lương thực phẩm, khi trên bờ có vấn đề gì chẳng hạn thì mình còn có thể là xử lý được, nhưng trên biển linh tinh thì cũng không thể, nên là cái khâu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được cả chúng tôi rất quan tâm, chú trọng đến công tác này. Đây là lần đầu tiên tôi được bước chân lên trên con tàu 286 đẹp nhất Đông Nam Á hiện tại. Mọi thứ trên tàu rất là hoàn hảo. Chúng tôi cũng mong muốn được mang những lời ca tiếng hát rồi những văn hóa tốt đẹp của Việt Nam mình mang tới cho đất nước của bạn, và cũng mong muốn các bạn được hiểu hơn về đất nước Việt Nam của chúng ta. Qua 6 ngày hành trình trên biển vượt hơn 760 hải lý, tàu buồm 286 Lê Quý Đôn đã tới Singapore theo đúng lịch trình đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Những món quà của tình hữu nghị được trao tặng cùng những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay nồng ấm. Trên con tàu biểu tượng của hòa bình 286 Lê Quý Đôn, những cuộc gặp gỡ, giao lưu được tổ chức trang trọng trong không khí ấm áp, tươi vui. Tất cả mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, gắn liền với hình ảnh người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam đầy tự tin, bản lĩnh và cũng rất thân thiện, nhiệt thành. Quân cảng Nha Trang hiện ra ngày một gần trước mắt. Đoàn công tác trên tàu buồm 286 Lê Quý Đôn đã thực hiện chuyến hải trình kéo dài 17 ngày, vượt hơn 1.500 hải lý. Thưa Đại tá Bùi Duy Thống, như vậy là chuyến công tác trên tàu buồm 286 Lê Quý Đôn của đoàn công tác đã hoàn thành.
Đồng chí có thể cho biết đánh giá kết quả của chuyến công tác lần này ạ? Có thể khẳng định rằng chuyến đi của Tàu Buồm lần này đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu đặt ra và an toàn tuyệt đối. Chuyến thăm đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Hải quân Việt Nam, Bộ đội Việt Nam và thúc đẩy quan hệ giữa quân đội và hải quân hai nước nói chung và cũng thúc đẩy thực hiện cái hợp tác chiến lược của hai nước Việt Nam và Singapore. Chuyến đi lần này thì cũng kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho học viên năm cuối của Học viện Hải quân. Đồng chí đánh giá như thế nào về chất lượng của công tác huấn luyện trên suốt cái hải trình của chúng ta? Chúng tôi đặt ra yêu cầu rất cao trong quá trình huấn luyện đối với học viên năm cuối trong cái chuyến công tác này để bảo đảm hoàn thiện những cái nội dung chương trình, đặc biệt là nâng cao cái kỹ năng quản lý chỉ huy của cán bộ sĩ quan ngành sau này ra trường, và đồng thời thao tác sử dụng thành thạo các phương tiện trang bị ở trên tàu, biết tổ chức một cái hoạt động của ngành mình khi đi ca ở trên biển như thế nào. Chính vì vậy mà quá trình huấn luyện luôn luôn bám sát cái phương châm là cơ bản hệ thống thống nhất của chuyên sâu. Chúng tôi đã lựa chọn những đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao, ở tận tụy và rất trách nhiệm, những người đã có kinh nghiệm hoạt động trên biển, có kinh nghiệm giảng dạy để truyền thụ cho các đồng chí học viên. Có thể khẳng định rằng quá trình huấn luyện trên biển từ hành quân đi và hành quân về đã thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình và chất lượng khá tốt. Thưa đồng chí, có thể nói đây tiếp tục là một chuyến công tác thành công trên tàu buồm 286 Lê Quý Đôn của Học viện Hải quân. Vậy thành công của chuyến công tác lần này có ý nghĩa như thế nào trong công tác đào tạo cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Học viện Hải quân ạ? Thành công của chuyến công tác lần này một lần nữa tiếp tục cổ vũ niềm tin vững chắc của cán bộ, giảng viên Học viện Hải quân trong thực hiện chủ trương, quan điểm lãnh đạo chỉ đạo về công tác giáo dục đào tạo của Học viện Hải quân trong những năm qua, khẳng định cái tính đúng đắn, hiệu quả, khoa học của quá trình đào tạo và chương trình đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Học viện Hải quân. Học viên được huấn luyện sát với hoạt động thực tiễn ở trên biển, sau này tốt nghiệp ra trường sẽ vững vàng trên công việc công tác của mình. Đồng thời qua cái thành công đó, góp phần nâng vị thế, cái uy tín của Học viện Hải quân đối với các học viện, nhà trường trong quân đội cũng như bạn bè quốc tế, để góp phần tuyên truyền, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng Học viện Hải quân, quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Xin cảm ơn đồng chí. Vậy là chuyến đi thực hiện nhiệm vụ trên tàu buồm 286 Lê Quý Đôn đã hoàn thành tốt đẹp các mục tiêu đề ra theo kế hoạch. Con tàu buồm xinh đẹp được ví như thiên nga trắng trên biển đã mang đến đất nước và con người Singapore hình ảnh thật đẹp của những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam, tự tin, bản lĩnh và cũng rất thân thiện gần gũi. Và chắc chắn rồi, hình ảnh thật đẹp đó không phải tự nhiên mà có được, mà phải qua rèn luyện và bồi dưỡng không ngừng. Hải trình sang thăm Singapore lần này cũng là một hành trình rèn luyện những học viên năm cuối của Học viện Hải quân vững vàng hơn trước sóng gió để tự tin hơn gánh vác công việc, nhiệm vụ trong tương lai. Tàu buồm 286 Lê Quý Đôn đã trở thành một giảng đường trên sóng cùng với những người thầy luôn sát cánh trong từng bước trưởng thành của những học viên trẻ, những sĩ quan Hải quân tương lai. Các vị trí có đơn như sau: 2 vị trí quan sát mũi, 1 vị trí lái, 1 vị trí tác nghiệp. Vậy là hải trình tham gia huấn luyện đi biển đường dài lần đầu tiên trên tàu buồm 286 Lê Quý Đôn của các học viên trẻ đã bắt đầu. Con tàu từ đây sẽ trở thành giảng đường mới của họ, một giảng đường trên sóng. Sát cánh cùng với họ vẫn luôn có những người thầy. Huấn luyện trên biển là cơ hội quý giá cho cả thầy và trò. Huấn luyện đi biển đường dài tuyệt vời hơn rất nhiều so với huấn luyện trên cái hệ thống mô phỏng hiện đại. Mô phỏng không thể thay thế được cái thực tiễn ở trên biển cũng như là các
mục tiêu sinh động có thể gặp được trong quá trình chúng tôi huấn luyện đi biển dài ngày bằng những cái trải nghiệm thực tế ở trên mỗi chuyến đi, làm tăng thêm cái kinh nghiệm đi biển cho học viên. Chỉ một năm nữa thôi, bầu trời và mặt biển này với tất cả sự dữ dội và dịu êm sẽ trở thành không gian gắn bó với cuộc đời của những sĩ quan hải quân trẻ tuổi đang có mặt trên con tàu này hôm nay. Giống như một thời tuổi trẻ, những người thầy của họ đã từng gắn bó. Các thầy đã từng là những thuyền trưởng, trưởng ngành, dạn dày sóng gió, giữ trong mình niềm thiết tha với biển cả, với những con tàu, với nhiệm vụ của một người lính hải quân. Giờ đây, họ vẫn đang từng ngày cố gắng trao truyền kinh nghiệm của mình cho các thế hệ học trò. Ví dụ như là nếu mà đang tự nhiên biển này mà tanh ngầm lên thì là sóng sẽ, thời tiết sẽ chuẩn bị xấu. Hoặc là thấy cá heo mà nhao đầu vào phía đảo thì là thời tiết xấu. Khi cá heo mà tìm phía cảng mà đi ra biển hơi xa thì thời tiết sóng lên biển nặng, thời tiết sẽ trở nên đẹp. Bản thân cũng đã từng là 7 năm thuyền trưởng trên tàu thì cũng có liên quan, cũng nắm được một số kiến thức cơ bản về hàng hải, về đi biển. Nếu có điều kiện thì vẫn là mong muốn cho người sĩ quan theo trường nâng cao cái kiến thức về hiểu biết về coi là cầm nang đi biển. Qua những cái kiến thức thực tiễn mà mình đã đúc rút kinh nghiệm từ những cái chuyến đi biển để làm sao cho các cái học viên có được cái trình độ chuyên môn tốt, lòng yêu biển và sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đời binh nghiệp của tôi đã trải qua thực tiễn này, bởi vì chính bản thân tôi trưởng thành từ một người lính cơ điện, thì chính những cái trải nghiệm của tôi là tôi rất muốn là ngoài trang bị về cái kiến thức, cái chuyên môn của học sinh thì mình phải cần phải làm sao đó mình truyền tải được nhiều cái thông tin, cái kinh nghiệm thực tiễn của mình, những cái thời gian rảnh rỗi mình truyền thụ lại kinh nghiệm cho anh em, nhất là chỉ lý các tình huống. Có thể người ta nghĩ là như tôi vậy là quân hàm này tuổi này thì không cần phải đi biển như thế này nữa, nhưng mà người ta nếu nghĩ như thế là chưa đúng. Chính những lần đi này tôi lại thấy là tôi là bổ sung bao nhiêu là kiến thức là vào trong này. Đấy. Thì để như thế để mình để cần thấy là mình còn thiếu những cái gì, anh em cần những cái gì, còn thiếu còn yếu những cái gì để mình giảng dạy cho nó tốt. Cả cuộc đời đại tá Phạm Hữu Tính, giảng viên khoa cơ điện, gắn bó với kỹ thuật ngành cơ điện như thế. Có một điều thật đặc biệt ở cả thầy và trò, những người lính hải quân luôn làm việc dưới vạch mớn nước sâu dưới đáy tàu, trong tiếng động cơ máy tàu ồn ào lấn át mọi âm thanh khác. Đấy là một niềm say mê yêu nghề tưởng chừng như thật kỳ lạ mà hóa lại rất đỗi giản đơn. Đặc thù ngành kỹ thuật nói chung, ngành cơ điện nói riêng thì tôi thấy rằng là ngoài cái kiến thức, tôi nghĩ là cái đam mê, cái yêu nghề. Một cái yêu nghề, tôi nói đã yêu nghề rồi thì người ta không quản một cái khó khăn gian khổ gì hết, mà người ta không, gần như người ta không so bì. Những cái lúc là khó khăn nhất, giống tổ lên những cái tình huống là phức tạp là sau khi mình xử lý được, mình đã hoàn thành trong, người nó cảm thấy rất là sung sướng. Mặc dù là thậm chí là có những lúc là bọn tôi nó phải làm để 2-3 giờ sáng lúc đó mới ăn, nó vực vẫn không thể đói. Đứng trên bóng tàu dựa vào thành lan can nhìn biển như này, mình cảm thấy rất vui, rất đơn giản như thế đó. Tôi học được rất nhiều từ những người thầy của mình, đặc biệt là các thầy ở sinh khoa cơ điện. Chúng tôi thì rất là tâm huyết với ngành, với nghề, vẫn luôn thôi thúc là thế hệ học viên là luôn luôn phải nhiệt huyết, luôn luôn phải cống hiến, luôn luôn phải sẵn sàng hết lòng vì công việc để mỗi chúng ta sau này trưởng thành hơn, thì như thế thì nó mới đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là trong cái tình hình mới, vũ khí trang bị kỹ thuật hết sức là hiện đại. Nếu như mà mình kiến thức mình không chắc, tính cách mình không cụ thể, không tỉ mỉ thì rất là khó. Nên là sau này trên cương vị cử hành rồi thì được huấn luyện cho học viên, thì thôi bản thân tôi cũng luôn nhắc nhở bộ đội là phải cẩn thận, phải tỉ mỉ, phải thật chắc chắn. Ngành cơ điện hay là gọi là ngành 5 đối với hải quân thì là trái tim của con tàu, và thiếu đi ngành 5, thiếu đi trái tim thì con tàu sẽ không vận hành được. Và từ đó là tôi cảm thấy rất là tự hào về cái công việc của tôi. Qua cái quá trình đào tạo của các thầy tại học viện cũng như là sự hướng dẫn của các anh ở dưới tàu thì tôi càng thêm cái niềm đam mê yêu thích với công việc của mình, và sẽ cố gắng hơn để hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao.
tuổi trẻ độc lập, tự tin, giỏi giang và ham học hỏi. Tuổi trẻ cũng thiếu kinh nghiệm và cần sự chỉ dạy, bồi dưỡng, tôi rèn. Biển cả trở thành môi trường lý tưởng để rèn luyện những người trẻ gánh trên vai trọng trách bảo vệ Tổ quốc. Những người thầy, người chỉ huy cũng là đồng chí, đồng đội của các em sẽ luôn kề vai nâng đỡ những người lính trẻ vượt qua sóng gió để trưởng thành hơn. Trên cương vị cũng vừa là một người thầy, vừa một người anh, cũng như là một người chỉ huy tàu. Thì tôi vẫn quan niệm đối với các thế hệ học viên, thì trước khi chúng ta giỏi về mặt chuyên môn hay bất cứ một vấn đề gì, thì đầu tiên là phải có cái tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là đối với cái việc mình được giao, mình được đảm nhiệm. Thứ hai đó là phải gây dựng được cái tình đoàn kết, sự kết hợp giữa các ngành, chuyên ngành ở trên tàu. Bởi vì khi mà hoạt động buồm thì cái tinh thần tập thể nó là cao nhất, từng người phải từng để ý đến nhau, một người vì mọi người và mọi người vì một người. Thì đó là cái mà tôi muốn chia sẻ đến các học viên trước khi chia sẻ tới những cái kinh nghiệm về chuyên môn cũng như là trong quản lý con tàu. Say sóng. Lần đầu tiên đi ca, 4 tiếng một ca, 2 ca một ngày. Từ 11 chế độ trong ngày trên bờ, giờ đây mọi thứ đều thay đổi cho phù hợp với thực tế đi biển. Trước khó khăn ban đầu ấy, nhìn vào những người thầy, những người đàn anh của mình, những học viên trẻ tuổi học được cách đối diện, chấp nhận và không được phép từ bỏ. Vị trí được phân công, nhiệm vụ đã được giao, nhất định phải hoàn thành. Bọn em thì lần đầu tiên được đi ca 4 tiếng. Thì ở đơn vị bọn em chỉ có gác thôi. Một hai hôm đầu bọn em đi ca rất là mệt mỏi. Nhưng mà đấy thì em thấy là tất cả anh em học viên cũng như là toàn bộ kiếp tàu vẫn cố gắng hoàn thành tốt tất cả mọi nhiệm vụ. Bọn em cũng xác định là trên tàu để đảm bảo cho cái chuyến hành trình được an toàn thì mình phải luôn luôn là người cố gắng để đi ca trực canh quan sát cũng như là tác nghiệp lái tàu để cho đảm bảo con tàu được an toàn nhất. Thứ hai là các anh trong ca thì các anh rất là động viên bọn em trong quá trình đi biển là luôn luôn phải cố gắng để và đoàn kết với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ. Khi mà được hành trình dài trên biển thì tôi cũng cảm nhận được cái những luồng sóng rất là lớn. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua, có những lúc là mệt mỏi nhưng mà chưa bao giờ trong chúng tôi có ý định là bỏ cuộc hay là từ bỏ, mà chúng tôi luôn luôn là phải cố gắng để cuối cùng là hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ. Có lẽ chẳng giảng đường nào có thể dạy những học viên trẻ một cách sống động, trực quan về giá trị của tinh thần đoàn kết, thống nhất và của lòng dũng cảm như ở tàu buồm Lê Quý Đôn này. Những học viên trẻ học được điều đó từ những điều nhỏ bé, đơn giản nhất. Trong quá trình huấn luyện sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về thủy nghiệp, đặc trưng của tàu buồm nữa. Thì liên quan đến hệ thống dây buồm, đầu tiên là phải là kiến thức nắm vững các dây tác dụng, và sau đó nữa là tinh thần làm việc, đây là làm việc nhóm đoàn kết để hoàn thành cái nhiệm vụ. Nội dung huấn luyện này thật sự là mới mẻ so với chuyên ngành vũ khí của chúng tôi. Tôi đã nắm chắc hơn về các yếu lĩnh động tác của các động tác kéo dây, thu dây, và bên cạnh đó là thực hiện là các bảng khẩu lệnh trong quá trình huấn luyện. Tôi hy vọng rằng nếu điều kiện thời tiết thuận lợi thì là chúng ta có thể là thực hiện thao tác buồm để là con thuyền có thể di chuyển được bằng buồm. Stand by.
những đôi tay chảy da, chảy máu của những học viên vì chưa đủ kinh nghiệm, cũng chưa đủ rèn luyện với những chiếc dây buồm. Những thủy thủ của tàu buồm 286 đều có đôi bàn tay với những vết chai sần. Đôi chân của họ cũng không chuẩn bước khi leo lên những cột buồm hàng chục mét. Những người thủy thủ tàu buồm vẫn có thể mỉm cười thật tươi. Man lắm. Trong ánh mắt thán phục của những học viên trẻ tuổi này, chắc chắn có ngọn lửa của khát khao vượt qua những sợ hãi và chinh phục đỉnh cao một cách thản nhiên như những người đàn anh của mình. Cũng có niềm tự hào rằng mình đã góp sức cho vẻ đẹp kiêu hãnh này khi những cánh buồm trắng căng mình đón gió. Đề nghị tất cả các chí không có nhiệm vụ, các chí vào phía trong phòng. Và là bọn em đã phải đi ca từ 4 giờ sáng và ngay từ 4 giờ sáng là trời đã bắt đầu mưa và dông rất nhiều rồi. Và việc căng buồm đã kéo bắt từ 4 giờ sáng rồi. Tuy nhiên đến thời điểm này thì bắt đầu bão và dông nó ghi vào vùng trọng tâm hơn, nên là cái vấn đề kéo buồm phải quan trọng và cần nhiều người. Cả tàu đã nghiêng, gần như là nghiêng hơn mức dự kiến. Chính vì vậy mà đặc biệt là mưa nữa. Thế nên là cái việc đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người khi kéo buồm rất nguy hiểm. Vì là chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thì ngã xuống biển và chật khỏi lan can tàu rất là nhanh. Chính vì thế mà tất cả anh em trong đoàn phải cố gắng để mà kéo xong buồm này. Nhưng mà bây giờ có thể đảm bảo an toàn cho toàn bộ buồm đã cực kéo căng và cũng như là một hoạt động đã bình thường. Đi về đi ca em ơi. Xin thông báo, hiện tại tàu đang bị trong khu vực thời tiết xấu, nghiêng phải 10 độ. Yêu cầu tất cả các đồng chí trong đoàn, đảng bộ, tất cả những quần chúng cá nhân trong phòng. Vượt qua sông tố, những học viên trẻ lại trở về với nhiệm vụ của mình. Hành trình lại bước sang một ngày mới, bình yên trở lại. Có những tuổi trẻ vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển như những cánh hoa kia đẹp mãi. Giá trị của sự hy sinh, của cuộc sống thanh bình hiện tại, bài học ấy những học viên trẻ sẽ luôn ghi nhớ. Với hoạt động này thì có thể xây dựng cho toàn thể đoàn công tác nói chung cũng như là thủy thủ của tàu 286 nói riêng sự quyết tâm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong những điều kiện thời tiết và điều kiện công việc khó khăn, phức tạp, trong những giờ phút thậm chí là sinh tử, thì chúng ta có thể lấy những cái tấm gương của thế hệ cha anh đã ngã xuống để hành động và để noi theo. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động, biết ơn những công lao của các anh hùng đã ngã xuống tại vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Từ đó thì trong lòng bản thân những người học viên chúng tôi luôn có tinh thần nỗ lực phấn đấu không ngừng. Thật vinh dự và tự hào cho chúng tôi hiện nay đang là học viên Học viện Hải quân
thì chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành những người sĩ quan vừa hồng vừa chuyên, nối tiếp truyền thống của cha ông để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm vùng địa thiêng liêng của Tổ quốc. Hải trình trên tàu buồm 286 Lê Quý Đôn vẫn tiếp tục. Giảng đường trên sóng vẫn tiếp tục với những bài học mới. Vì những người thầy, những người lính biển hiểu rằng tất cả mới chỉ là những thử thách ban đầu cho chặng đường sau này của những sĩ quan hải quân tương lai mà thôi. Vậy thì ở hải trình này vẫn có thầy sát cánh cùng trò. Đây là rap. Những khoảnh khắc thật đẹp trên tàu buồm 286 Lê Quý Đôn trong chuyến hải trình thực hiện nhiệm vụ đã khép lại chương trình Biển đảo Tổ quốc tuần này. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.